Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Nhà trò địa ngục, quyển 19, chương 5 Di Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, nên lập tức ngồi dậy, chỉ thấy gian phòng bên ngoài truyền tới chút ánh sáng Nàng vội vàng đứng lên, không kịp mặc y phục, chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Dẫn đã đứng ở đó Học trưởng Di Trần vội hỏi Xảy ra chuyện gì sao Muộn như vậy mà còn tới Ừ Lý ẩn gật gật đầu Hắn đang mặc một bộ quần áo đen kịch Từ hồ đi ẩn nấp trong bóng tối Người chuẩn bị một chút Chúng ta phải lập tức xuất phát Ta đã điều tra rõ địa điểm được nhắc tới trong nhật ký Còn có vì phòng ngừa vãn nhất Bước điêu khác kia cũng nên đem theo Thật sự Di chân tức khắc mừng rõ dù sao cuốn nhật ký của bộ Mỹ Linh sót máu chốt còn có thể tìm được sinh lộ của lần huyết tự thứ 10 không chừng. Sinh lộ của lần thứ tự thứ 10 là vật mà mấy năm nay Di chừng tha thiết mơ ước. Nhưng đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể nào cởi bỏ cái mê này. Vô luận là nội dung bên trong huyết tự hay là các phương diện phân tích sinh lộ đều không thể tìm được con đường đúng đắn. Hơn nữa, nàng thậm chí còn cho rằng sinh lộ chỉ có thể tìm được bên trong không gian đó ở bên ngoài là không thể nào tìm được đâu. Nếu là như vậy, Nên cũng chỉ có thể chờ đợi cùng Di Thiên rơi xuống địa ngục vĩnh hằng. Sở thuyết về địa điểm kia ta đã tìm được. Đông Thiên Sơn nằm trong một ngọn núi thuộc thành phố Ít. Bất quá nó không phải là nổi danh, cho nên ta hao tốn khá nhiều thời gian mới tìm được. Hiện tại chúng ta phải lập tức xuất phát. Thành phố Ít thật sự xác định Đúng vậy Phải lập tức xuất phát Tốt Ta biết rồi Lúc trước Di chân tìm được cuốn nhật ký của bộ Mỹ Linh Bên trong có nhắc nhở Cuốn nhật ký tiếp theo Nằm ở trong một cái huyệt động Ở động thiên sơn phía tây núi chôn dầu ở trong cái huyệt sâu thứ tư Đồng thời đưa ra một tin tức mới Xem trên phân lượng của các người đã tìm được cuốn nhật ký này Ta liền tiết lộ cho các người một tin tức Chính là một bí mật về huyết tự thứ 10 Lần thứ 10 này so sánh với bất luận một huyết tự nào cũng đều đặc thù hơn Bởi vì lần huyết tự thứ 10 sẽ phát sinh ở trong một cái không gian đặc thù Mà cái không gian kia, tại mỗi một thời điểm 50 năm xảy ra ma phương cấp huyết tự Nó sẽ trọng đẹp cùng một chỗ với không gian của ma phương Điều này đối với Di Trần mà nói là cực kỳ quan trọng. Điều này cũng có nghĩa là Di Thiên hiện tại bị vây trong không gian của Ma Phương. Nói cách khác, nếu như đi chấp hành Ma Phương cấp huyết tự, sẽ có thể tìm thấy cái không gian kia. Đương nhiên, không có ai sẽ đi tiến hành cái loại thí nghiệm này trước khi chưa thu thập đủ bảy mệnh vỡ khí ước. Cho nên, Di Trần đối với cái bí mật của bộ Mỹ Linh càng thêm hiếu kỳ cùng bất an. Vì vậy, vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng có thể hiểu rõ được bí mật kia là gì. Đương nhiên, tin tức này cũng đưa ra một cái nhắc nhở đáng sợ. Chính là 50 năm một lần bao vương cấp huyết tự chỉ thị là không gian dung hợp của tất cả huyết tự chỉ thị lần thứ 10. Nói cách khác, chẳng khác gì nhiều cái huyết tự chỉ thị lần thứ 10 tập trung cùng một chỗ. Nghi đến đây không khỏi làm cho người khác lạnh sóng lưng. Bí mật làm cho ta biết, ta có thể tìm ra chỗ của Di Thiên. Di Trần lúc này rất kích động Dù sao đã nhiều năm qua như vậy Nàng vẫn nhớ thương Di Thiên Đối với nàng mà nói Ngoài trừ lý dẫn Di Thiên chính là người quan trọng nhất với nàng Người nên ăn mặc nhiều một chút Chúng ta lập tức xuất phát Xe đang dừng ở bên ngoài Ta sẽ đưa người tới thành phố ít Vô luận như thế nào Phải nhanh lên cầm được cuốn nhật ký kia Sau khi chuẩn bị sẵn sàng di chân theo chân của lý ẩn rời khỏi căn phòng bên ngoài đậu một chiếc xe bảo mã bmw chiếc xe này chưa từng thấy qua là người mới mua sao học trưởng di chân nhìn thấy chiếc xe kia không khỏi nghi hoặc ừm lý ẩn gật gật đầu đúng vậy sau đó hai người lên xe trong bầu trời tối điên bắt đầu tiến về thành phố ít trên đường đi lý ẩn rất yên lặng cơ hồ không nói lời nào. Di chân cảm giác biểu lộ của Lý ẩn càng trở nên cơ giới quá. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được, dù sao tiến vào cái nhà trọ kia phải hướng chịu thống khổ và sợ hãi mà người thường không thể nào chịu đựng được. Bản thân nàng so với bất kỳ ai hiểu rất rõ điều này. Cho nên, một khắc khi biết Lý Dẫn đã trở thành một chủ hộ, nội tâm của Di chân rất thống khổ, phan phất như thế giới sụp đổ, vũ trụ kết thúc cho dù là hiện tại cũng giống như thế. Hy vọng lúc này đây đạt được bí mật của ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Nó đến đây, Di chân nhìn về phía Lý Ẩn, nàng muốn đánh vỡ cái không khí hít thở không thông này, hỏi. Lý Ẩn, người cho rằng như thế nào? Suy nghĩ cái bí mật ma vương cấp huyết tự chỉ thị kia. Thầm phụ nói cho ta biết, lúc trước bồ Mỹ Linh đã từng ghi Tuyệt đối không nên chấp hành mà vương cấp huyết tự chỉ thị. Ngươi cho rằng nó có ý nghĩa gì? Lý ẩn mím môi. Cái biểu lộ cơ giới hóa kia vẫn không thay đổi gì. Nếu như không phải đang lái xe, thậm chí làm người khác nghĩ rằng hắn là một cổ tượng sáp. Lý ẩn, ngươi nói... Lúc lái xe ta muốn chuyên tâm, đừng nói chuyện. Lý ẩn lạnh lùng thốt lên những lời này sau đó lại im lặng. Di Trần thấy hắn nói như vậy cũng không thể nói gì thêm. Lúc này không nói chuyện nữa, tâm tư của nàng đều đặt trên cái bí mật kia, dù sao nó quá mức trọng yếu. Nàng lại nghĩ về quá khứ, thời điểm cùng Lý Dẫn và Di Thiên, ba người sinh hoạt cùng một chỗ, hạnh phúc cỡ nào à? Thế nhưng mà, hết thải đều bị nhà trọ hủy diệt. Nếu như không thể cởi bỏ nguyện rủa của huyết tự, đến cuối cùng, chờ đợi tất cả mọi người chỉ có địa ngục. Trên tay cầm bức điêu khắc kia, nhìn nó mất đi một khối, trong lòng của Di Trần âm thầm cầu nguyện. Di Thiên, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu người ra, cũng nhất định, cứu cả lý dẫn. Chỉ cần có một chút hy vọng, Di Trần đều tuyệt đối không buồn tha. Nếu không có loại kiên cường nghị lực bất khuất này, nàng chẳng thế nào qua nổi 10 lần huyết từ chỉ thị. Nghĩ tới đây, tay của nàng không ngừng ôm lấy bức điêu khắc, nội tâm kiên định nhìn về phía lý ẩn cho dù trong nội tâm không khỏi có chút mơ hồ nhưng vô luận như thế nào hắn chính là nam nhân mà nàng ái mộ sâu đậm lúc trước vì không muốn liên lụy lý ẩn cho nên không có thổ lộ ra vì nguyên nhân như vậy cho nên sau khi nhìn thấy tử già nàng càng đem cái nội tâm ghen ghét này chèn xuống thành tâm chúc phúc cho bọn hắn nhưng hiện tại lại không giống quay trừ lý ẩn thông Phủ là người duy nhất biết được hắn đã hi sinh ba lần huyết tự chỉ thị để cứu tử dạ. Về sau, trong một lần trò chuyện với Di Chân, nàng đã đem chuyện này nói ra. Bởi vậy, Di Chân mới biết được, trên thực tế Lý dẫn còn lại năm lần huyết tự chỉ thị. Năm lần huyết tự, đó là khái niệm kinh khủng cỡ nào? Lý dẫn đột nhiên dừng xa. Nơi này đã tiến cận nội thành. Bên cạnh có một cửa hàng giá rẻ. Lý dẫn nói Ta ra ngoài mua chút đồ Người ngồi trên xe đợi ta Ngay lúc Lý Ẩn nắm lấy cửa xe Bốn Di chân bắt lấy cánh tay hắn Thật sự đáng giá sao Vì tử giả bỏ ra ba lần huyết tự chỉ thị Đáng giá sao Di Trần rốt cuộc không thể chịu đựng được, nói Người yêu nàng như vậy sao? Ngay cả tính mạng mình cũng có thể coi nhẹ Ngươi biết ngươi đối với ta trọng yếu cỡ nào? Ba lượt là ba lượt huyết tự á. À, cũng đại biểu cho ba lượt tính mạng. Ngươi có mấy cái mệnh để sống? Ngươi muốn ta tức chết sao? Ngươi muốn ta điên mất sao? Di chân khàn cả giọng hét lớn. Hai tay túm lấy ngực của Lý Dẫn. Nhưng thần sắc của Lý Dẫn hoàn toàn chết lặng. Thầm vũ nói cho ngươi cái này không trọng yếu Di chân nói đến đây Bỗng nhiên ôm lấy đầu của Lý Dẫn Sau đó đem môi mình hôn sâu lên môi của Lý Dẫn Rồi nhanh chóng rời ra Di chân lộ ra ánh mắt kiên quyết nói Từ giờ trở đi Người nhớ kỹ Không được phép vì bất luận kẻ nào mà hy sinh huyết tự Ta tuyệt không cho phép Người dùng mạng của mình đi trao đổi với bất luận kẻ nào khác Năm lần huyết tự kế tiếp Ta sẽ cố gắng làm người sống sót cho dù lâm vào nguyện rủa Rớt xuống địa ngục cũng được Ta chỉ muốn ngươi sống sót Có nghe hay không Ta muốn ngươi sống sót Hy sinh bất luận kẻ nào cũng được Giết người cũng tốt Tham sống sợ chết cũng tốt Như thế nào cũng tốt Chỉ cần ngươi sống sót Nhất định phải sống sót Di chân rốt cuộc nói ra nội tâm của nàng Đối với nàng mà nói so với cái chết của mình không thể dễ dàng tha thứ chính là việc lý dẫn tiến vào nhà trọ chỉ cần lý dẫn có thể hạnh phúc như vậy thì ít nhất đối với nàng còn có lý do sống sót thế nhưng nếu như lý dẫn rơi vào địa ngục như vậy nàng không cần nhượng bộ ẩn nhẫn nữa ta yêu ngươi học trưởng qua nhiều năm như vậy ta vẫn một mực yêu ngươi từng phút từng giây đều chưa từng dừng yêu ngươi cho dù mỗi lần vượt qua huyết tử mỗi lần chết đi sống lại Ta đều chưa từng dừng yêu ngươi Cho nên từ giờ trở đi Học trưởng Tánh mạng của ngươi hãy để ta thủ hộ Không có lệnh của ta Ngươi không được chết Tuyệt đối không cho phép ngươi chết Tuyệt đối Gió lạnh thổi qua Đi giận hai mắt nhìn di chân Nhưng lúc này ai cũng không biết Hắn đang suy nghĩ cái gì Hắn không trả lời di chân Chỉ mở cửa xe bước xuống Bước đi của hắn rất nhanh Một lần cũng không quay đầu lại Dì Trần cứ như vậy nhìn bóng lưng hắn Phản phất chung quanh dường như không tồn tại Tất cả thế giới này đều tập trung lên bóng lưng kia Hai tai nạn ấn định vào cửa sổ xe Con mắt nạn chưa từng thần sắc giống như bây giờ Ta sẽ không để ngươi bị nhà trọ giết chết Ai cũng không thể mang học trưởng đi Ai cũng không được Đã khai 5 phút đồng hồ sau Lý giận trở về Hắn ngồi lên xe đưa cho Di chân một chai nước khoáng Rồi khởi động xe Từ đầu tới cuối không hề nói một câu Giống như là những việc lúc trước Chưa từng xảy ra vậy Lúc này Xe của thiệu Gia tử đã chạy tới gần nơi Nàng vẫn đang bảo trì liên lạc Cùng với Lý Dẫn Lý Dẫn Chúng ta cũng sắp đến rồi Tiêu gia tử chuyển tài lái Tiếp tục hỏi Nói cho ta biết Ngươi và Ngân già đã thảo luận được những gì Tạm thời còn không rõ ràng lắm Trong điện thoại Truyền đến thanh âm của Lý ẩn Bất qua các ngươi không nên quá nóng lòng Cư nhiên để lại đầu mối cho các ngươi Tất có biện pháp tìm ra nàng Cho nên nhất định phải tỉnh táo Tuyệt đối không thể chủ quan được Giờ phút này Hoa các tường nhân đang túm lấy khai chứa đồ Hung hăng nền vào cánh cửa tự động nhưng nó không hề có dấu hiệu sức mẻ nào Nên mở miệng thở phì phò Tiếp tục đánh Đồng thời cảm giác bên trong không gian này Nó đang không ngừng tiếp cận chính mình Chương 6 Cảnh sát dường như tới trước một bước Xung quanh cư xá kia đã có vài chiếc xe cảnh sát bất quá căn cứ theo tin tình, tình báo của tiểu gia tử nghe trộm được cảnh sát còn chưa tìm ra họa cát chia nhau tìm tiểu gia tử xuống xe lập tức hạ chỉ thị chung quanh nơi này nhất định phải hảo hảo tìm một lần tìm được lập tức gọi điện thoại thông báo cho những người khác mọi người nhào nhào xuống xe bảy chủ hộ ngay lập tức chia nhau ra tìm kiếm là mật tự thì tìm tòi ở một con đường gần đó mà ngân phủ cùng tiểu gia tử thì lái xe đi xung quanh nơi này một lần Người nghĩ như thế nào? Ngân phủ người ở vị trí ghế lái Nhìn cửa sổ xe đồng thời nói Người cho rằng cái này có phải là nhắc nhở xin lỗi hay không? Hay là nói Ta nghĩ có thể là như vậy Tiêu gia từ không do dự trả lời Nếu không phải như thế Sẽ rất khó khăn để tìm ra được tung tích của nàng Phải mau chóng tìm ra được nàng trước con quỷ kia nếu để nó tìm được trước Chúng ta liền chết chắc rồi Trần Yên vừa vượt qua đường Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước Có một cửa hàng giá rẻ Ở đó không ngừng truyền ra tiếng phụ nữ than khóc Trần Yên là hữu nữ Cũng không phải chưa từng xem qua anime Nhật Bản Tự nhiên nghe có thể hiểu được câu này Tinh thần nàng lập tức chấn động Tìm được hỏa cát rồi nàng nhanh chóng dạo bước chạy tới hướng cửa hàng giá rẻ, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngân Vũ. Hiện tại, nội tâm Trần Yên tràn đầy kích động, bước chân không ngừng nhanh hơn, chỉ một lát liên tới trước cửa hàng giá rẻ. Không sao chứ. Trần Yên nhìn qua cánh cửa kính thủy tinh. Trong bóng tối mơ hồ, nhìn thấy một nữ tử đang dùng khai chứa đồ cố gắng phá cửa. Tuy nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hình dạng có chút giống với họa cát Lúc này, điện thoại đã thông, Trần Yên lập tức mở miệng. Khang Ngân Vũ, ta tìm được nàng rồi, tại một cửa hàng giá rẻ cách đó vài con đường, nhanh lên qua tới. Đúng, nhanh. Nói đến đây, Trần Yên cũng rất dốc sức liều mạng tìm cách phá cửa. Trên cánh cửa thủy tinh đã xuất hiện vài vết nứt, nhưng vẫn chưa thể phá nát hoàn toàn. Ít nhất phải đụng ra một cái lỗ lớn cho đủ một người chui qua hiện tại thì vẫn còn chưa được. Trần Yên lại tiếp tục ra sức đụng cửa. Trên tay nàng không có công cụ, cho nên chỉ có thể dùng cơ thể va chạm. Mặc dù có thể hiểu một vài từ đơn tiếng Nhật, nhưng muốn nghe hiểu một câu hoàn chỉnh thì không được, cho nên nàng không thể giao lưu cùng họa cát. Trong bảy chủng hộ, cũng chỉ có thần gốc tiểu gia tử mới có thể đảm nhiệm chức phiên dịch. Rất rõ ràng, vì mục đích này nên nhà trọ mới đề tiểu giả tử tham gia vào huyết tử, cũng giống như lần trước huyết tử ở Nhật Bản. Sau khi nhận được cuộc gọi, tiêu giả tử lập tức đạp nhanh, phi tốc tiến về nơi đó. Bởi vì trên xe có hướng định vị GPS, cho nên tìm kiếm không phải là khó khăn. Không bao lâu liền thấy được cái đầu phố. Kỳ thần Trần Yên đã xem như hoàn thành huyết tử chỉ thị. Huyết tự không có hạn định nhất định phải ở bên cạnh hòa cát bao nhiêu lâu, cho nên hiện tại có thể lập tức rời đi, để đến khi thời gian kết thúc trở về nhà trọ mới là chính đạo. Nhưng ai lại làm như vậy? Bởi vì trên người hòa cát có mảnh vỡ khê ước, chỉ cần cầm một mảnh vỡ là có vé vào cửa thông qua mà phường cấp huyết tự. Chu hộ mới đều rất rõ ràng, huyết tự chi thị có tỷ lệ tử vong cao như thế nào, chỉ có thể dựa vào khí ước địa ngục mới có được một đường sinh cơ. Trong huyết tự chèn ép chủ hộ tới cực điểm, chính là vì muốn bức bách bọn họ tranh đoạt mảnh vỡ khí ước. Cho nên, sẽ không có ai dừng tay vào lúc này. Huống chi, hoa cát biến mất, mảnh vỡ địa ngục khí ước cũng sẽ biến mất. Con đường thứ hai để chủ hộ rời khỏi nhà trọ sẽ bị đóng kín Không có ai nguyện ý để điều đó xảy ra. Không một ai cho nên chỉ cần có một tia hy vọng đều phải gắng sức. Rốt cuộc, hoa cái tường nhân đập vỡ cánh cửa thủy tinh, chạy ra khỏi cửa hàng giá rẻ. Mà Trần Yên cũng nhớ rõ huyết tự đã đề cập, hiện tại còn chưa thể nào cầm được mảnh vỡ khí ước. Nàng đã lấy hòa cát, trong đầu tìm kiếm một vài từ tiếng Nhật trong vốn từ vựng ít ỏi của mình. Nên nói như thế nào đây? giải thích như thế nào về sự tồn tại của nhà trọ. Lúc này, Hoa Các Tường Nhân cả người co quắp ngồi dưới đất, tóc tai tán loạn, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, nhìn cực kỳ chật vật. Ngay lúc Trần Nghiên mở miệng định chào hỏi, nàng bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa thủy tình bị phá vỡ, trong con mắt nhìn thấy một vật cực kỳ khủng bố. Hoa Các Tường Nhân đứng người lên, vui hết những mảnh vỡ thủy tinh trên người nhìn xung quanh một phen nhưng lại không nhìn thấy cô bé kia đâu nữa dường như cô bé đã biến mất vô tung vô ảnh thời điểm xe chạy tới trước cửa hàng giá rẻ tiêu gia tử cùng ngân vũ lập tức xuống xe chia tay cánh cửa tự động bằng thủy tinh bị nền vỡ miếng thịt tinh rơi vãi đầy đất nhưng không hề thấy một ai lên xe Tiêu gia tự không chút do dự nói Nàng chạy không xa đâu Mau đuổi theo Phải tận dụng thời cơ Nếu để mất cơ hội này Ai biết được nhà trò cao cấp cho các nàng cơ hội lần hai hay không Chỉ sợ sẽ không có đâu Tới lúc đó Đúng là khóc không ra nước mắt Cho nên hai người nhanh chóng lên xe tiếp tục tìm kiếm Mà bọn người Lâm Thiên Trạch và Thiên Sinh thì đi bộ Tới muộn hơn cho nên ngân vũ lại gọi điện thông báo cho bọn hắn lần nữa. Cái đầu phố này có thể thông tới rất nhiều con đường, nhưng không biết hòa cát đã chọn con đường nào. Như vậy ta không nhìn thấy trần nghiên, cũng không có cách nào liên lạc được với nàng. Ngân vũ trầm mặt, nói với tiểu gia tử: chúng ta nhất định phải coi chừng, có thể việc tiếp cận hòa cát chính là tử lộ cây này rõ ràng là bẫy rập. Tiêu gia tử lại khá thông dòng. Từ lúc ban đầu ta đã đoán được, huyết tự mặc dù không có hạn định thời gian, chúng ta phải dừng lại ở bên người nạn. Nói cách khác, cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ừ, đúng là như thế. Còn có, những nơi họa các tượng nhân đi qua đều phải ghi chép tỉ mỉ. Sót có thể sẽ lưu lại nhắc nhở sinh lộ bất luận một chi tiết nào đều không thể bỏ qua không được phép chủ quan mà lúc này hoa các tường nhân giống như là chim sợ cành công hoàn toàn như một con ruồi không đầu bay loạn cái cảm giác nó từng bước ép sát làm cho nàng hít thở không thông hiện tại không biết nên làm như thế nào mới tốt đã chạy đi khá lâu thể lực tiêu hao ngày càng lớn lúc trước có thể ngồi xe nhưng bây giờ ngay cả xe cũng không có nàng đã thông báo cho mẫn tử nhưng lại không dám gặp nàng ta bởi vì nàng sợ nó sẽ chạy ra đúng nhất định là nó nghĩ như vậy cảm giác sợ hãi toàn thân nàng lại tăng lên nên làm cái gì bây giờ nên làm sao mới phải lúc này hoa các tường nhân đột nhiên nghĩ đến nàng là ai là siêu cấp minh tinh à nếu như nói tìm được một chủ hộ nào đó Xin bọn họ cho nàng trú nhờ một đêm Có lẽ bọn họ sẽ đồng ý chăng Dù sao Cơ hội gặp được minh tình ngay trước mặt Rất khó Nếu như là diễn viên mà bọn họ yêu thích Lại càng tốt Nghĩ vậy Hoa cát lập tức tỉnh táo Nàng chạy vọt vào trong một cái nhà trò gần đó Tiên tơi trước thang máy Nhưng đồng thời vẫn không ngừng nhìn về phía sau May mắn đằng sau không có gì Chờ đợi cửa thang máy mở ra nàng nhanh chóng đi vào, tiền tài nhấn một cái nút, thang máy nhanh chóng đi lên, hoa cát không ngừng xoa bóp hai tay, hy vọng gặp may mắn. cửa thang máy vừa mở ra, nàng liền xông ra ngoài, sau đó vội vã tới trước một cánh cửa, nhanh chóng nhấn chuông. lúc này nàng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không nên gặp một người không thích xem phim nhật, dù sao nơi này là Trung Quốc, không phải là ai cũng thích xem phim nhật cả nhân chuông cửa vài lần, vẫn không thấy người trả lời. Điều này làm nàng không khỏi lo lắng, đang tính đập cửa, thì đúng lúc này cửa mở, một người bộ dạng như là sinh viên đầu tóc rối bời đứng trước cửa, mặt nhầm mắt mở, phàn nàn. Ai à vậy? Hơn nửa đêm rồi mà còn gõ cửa, có để cho người ta ngủ hay không? Ờ, người là... Lúc này, hoa cát tháo kính rầm xuống, sửa sang lại đầu tóc một chút cộng thêm với ánh sáng từ ngọn đèn hành lang người sinh viên kia nhìn lại cô gái trước mặt cảm giác có chút quen mắt mà cũng vừa hay hắn là một người mê phim nhật thời điểm đang cảm giác người trước mặt hơi giống hỏa cát thì đối phương đã mở miệng người nàng dùng chút tiếng trung phi thường sức sẹo cố gắng nói người có biết ta là ai không Người sinh viên kia nhìn ngang nhìn dọc một hồi, bỗng trợn tròn con mắt. Ngươi, ngươi không phải hỏa các tường nhân sao? Thiệt hay giả? Hắn lập tức cảm giác mình như đang nằm mơ. Nhân vật bậc này sao lại tới nhà hắn? Thực sự là giả hay là thật đây? Hắn lập tức mời nàng vào phòng, mở đèn nói. Xin hỏi, ngươi, ngươi thật là hỏa các tường nhân sao? hoa cát lập tức gật gật đầu nhớ lời này cấu trúc đơn giản cho nên nàng có thể hiểu được sau đó nàng nói tiếp rất uh, rất ôm um, à không uh, uh, là rất xin lỗi ta muốn ở lại đây nói đến đây liền có chút phức tạp nàng không biết dùng tiếng trung nói như thế nào hoa cát không khỏi hối hận làm sao lại không hướng một tử học hỏi tiếng trung nhiều hiêm để bây giờ giao lưu có chút khó khăn à. Người sinh viên nhìn thấy bộ giảng quẩn bách lập tức nói Người, người, người đừng vội, đúng, à, đúng vậy, thật sự là họa các tượng nhân, thế nhưng sao người lại tới nhà ta, Ngươi người biết ta? Không, không phải. Họa các lúc này gấp đến độ đau cả đầu, nàng không ngừng suy tư nên nói như thế nào. Rút cuộc nhớ ra được một chút, nàng vội vàng nói có người xấu muốn truy đuổi ta, có thể làm cho ta trốn ở đây. Được không? Người xấu, à, phải báo cảnh sát à? Nói nói chậm một một chút. Hoa Khác vội muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không có mẫn tử ở bên cạnh. Trong câu nói vừa rồi có những chữ nàng nghe không hiểu. Được rồi để ta rót cho ngươi một ly trà. Đợi lát nữa chúng ta từ từ nói chuyện Được không nào Tên sinh viên lúc này hưng phấn tới cực điểm Cơn buồn ngủ cũng đã vứt xa sau đầu Cái này cũng khó trách Nếu có một ngày Thần tiên tỷ tỷ lùi diệt phi tới nhà ngươi Ai có thể bình tĩnh nổi chứ Hoa cát sội lơ ngồi trên sàn nhà Đầu buông xuống Thân thể không khống chế nổi mà run rẩy. Vẫn còn tiếp cận Vẫn còn đang tiếp cận trong đầu, tín hiệu nguy hiểm không ngừng lớn lên, không ngừng ăn mòn chút lý trí còn sót lại trong đầu của nàng. Chương 6 của tác phẩm đến đây là hết. mời các bạn nghe tiếp diễn biến của câu chuyện vào chương tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.